Bây giờ xả nhớt ra rồi cho khách coi cốt luôn nha. Cốt ít tăng đa đàng hoàng. Nhớt cũ. Có hai vị khách ở chợ mới An Giang đến xem máy thì đã chọn được một cái máy rồi. Thì chút nữa đây thì sẽ nổ máy cho quý vị coi. Lý Bằng với Minh Minh đang dọn máy ra để đem em nó xuống. Chờ xem nha. Đang dùng xe nâng tay đó. Giờ em nói trên đó đó. Isuzu. Chút nữa để mình hỏi anh chủ coi về đặt ghe gì nha. Dọn. Anh Tám đang nói chuyện với khách nha. Thấy để sao về đó. Anh về mình đặt ghe gì anh? Đặt ghe cây anh. Nhiều tấn anh? Ghe em nhỏ có 40 tấn à. À. Anh coi kênh ghe em lâu chưa? Coi cũng lâu rồi. À, đi thẳng lên đây luôn á. À, về nhớ chỉ bạn bè lên nha. Nó đi thẳng trực tiếp. Nói chung dàn ghe thì anh em con cháu nhiều lắm. Dạ. Tại ghe chung nguyên sớm mà. Dạ. Ủa rồi về mình làm nghề gì anh? Ghe này. Đi mình chợ, đi mình chợ bướm. Chợ mấy cái lúa gạo ha. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Nói chung là đây là hai phanh cứng đó nha. Chiếc này chiếc thứ mấy rồi? Bị cũng hai xác ghe rồi. Hai xác nè. Bề ngang chiếc này có nhiêu ta? Nó 3 mấy 4 mét. Ừ. Cũng được. Nói chung thì nghề chở này thì cũng khỏe ha, cũng không lo nghĩ nhiều. Đó. Chở. Dạ. Mình chở đoạn đường xa không thường á? Xa. Cỡ mấy trăm cây lận? 200 mấy. Ừ, cỡ 200 mấy cây ha. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Đây nè nha. Đó, em đó đóng bụi. Sao? Tin này ha, em phải tạo chứ. Chút nữa là xịt rửa gì lại ha. Ảnh chọn máy này nha. Thì cái hộp số thì sẽ đấu vô sau nha. Hộp số thì hộp số mình xài mấy tua ta? Ba tua 13 hả? Ba tua 13 nha, chạy chân dịch nhiêu? 8 tấc 6 đến 8 tấc 8. Chạy chân dịch là 8 tấc 6 đến 8 tấc 8 nha. Anh bạn trẻ này ảnh chọn máy cho cậu của ảnh. Isuzu. Heo đây. Heo này là của Diesel Kiki nha. Đó. Đây chì đây, còn luôn nha. Nước sơn zin của nó là vậy đó nha. Ở đây thì sơn lại luôn không? Rồi đây là sơn miễn phí luôn nha, anh Tám sơn miễn phí. Em này 145 mã lực nha quý vị. Bít tông của nó là 1 tấc lẻ 2. Mấy cái bằng nào ấy là mình về mình làm lại rồi. Xuống ghe là phải chế là đủ thứ hết trơn á. Máy này để dây trang như đây còn xài được nha. Dây cô ro này thì chắc cũng còn xài được nè. Nó xịt rửa gì lại. Thì giá cả thì mình không thể nói được nha. Liên hệ với anh Tám nha. Thì hàng này hàng vô giá. Nói chung nói ra thì đủ thứ chuyện xảy ra hết trơn á. Này là anh Tám sơn miễn phí luôn đó nha. Còn chờ hộp số nữa. Đây hộp số của em nói nha. Rửa lại. Thấy nó bề ngoài nó chấp nước sơn vậy đó. Điều quan trọng là bên trong thôi nha. Hộp số Nhật. Khỏi lo. Gáp vô. Chút nữa rửa lại luôn. Xin nhắc lại nha, đem về đặt ghe cây. Ghe cây ở An Giang, chợ mới An Giang.
anh này anh chở hàng lên Tây Ninh á, chở ba cái lúa gạo lên Tây Ninh. Mấy cái nào không cần thiết thì bỏ nha. Ở bển là đem về là họ cắt thôi. Bơm dầu. Đó. Lên rồi đó. Lên luộc rồi đó. Mấy cái này á là bị nước biển oxy hóa nè. Đó. Nó bị thao. Bình nước ngọt. Rồi, quốc. Phần này từ từ cũng được nha. Để cho dầu nó qua ha. Máy nào đem về phải làm gì hết trơn á. Chưa qua dầu. Từ từ. Quốc. À, quá ngon. Một cái một. Cho nó chạy đều lại nha. Đẩy qua dầu đi. Số vô. Này xong rồi còn sơn lại nữa nghe quý vị ha. Đen 8 sơn miễn phí luôn đó. Chút nữa sẽ nổ lại lần nữa nha. Phải kiểm tra coi hộp số này nọ luôn các kiểu cho đều lại ha. Máy này thì về mình làm lại ba nước xanh này về bỏ nè, đổ xanh mới vô. Đấu hộp số vô rồi thì bây giờ cho nổ lại lần nữa nha, để coi nó trơn tru. Quốc. Thử chưa? Thử tốt. Rồi. Quá êm. Tắt con tán lại chỗ ấy à. Tắt đi. Tiếp. Sơn lên nữa nha. Bây giờ xả nhớt ra rồi cho khách coi cốt luôn nha.
cốt ít tăng đa đàng hoàng. Ờ, nhớ cũ là bỏ nhất ngày luôn đó nha, không xài lại đâu. À, về thì anh chủ sẽ chăm vô. Ở cái này nhiêu canh nhất ta, máy này 18 lít là máy này xài 18 lít ha. Trung hợp số luôn hay gì khác ha, là hợp số luôn là cỡ 20 lít ha. Ừ. Ở Úc Đa nha, đẹp xíu. Rồi mở ra nha, mở ra kiểm tra miễn cốt nha. Dạ là em cầm mới được hả? Im rồi đó nha. Đó cho anh chủ coi đi cho anh biết luôn. Nè năm đây nè, chữ STD thấy không? Đó. Biển zin đàng hoàng. Im rồi đó. Rồi gấp rồi đi. Cho nó xong buổi chiều này luôn đó. Thấy đi chứ thì làm nó đổ rồi nó còn gấp nó dựng lâu lắm. Để mình đổ mới đổ luôn. Lên màu minh minh đang sơn nha. Rồi vậy là về chợ mới An Giang rồi đó. Vậy thì clip này đến đây kết thúc luôn nha. Hẹn quý vị clip sau nha. Hôm nay quay đến đây thôi.